Hàng triệu người đã xem tin tức và các chương trình của chúng tôi. Ngày càng có nhiều người lựa chọn ủng hộ chúng tôi, bởi vì cần có một tiếng nói độc lập, phản biện trên các phương tiện truyền thông cho Việt Nam. Với sự ủng hộ của các bạn, sẽ giúp cho người truy cập trang thoibao.de được xem miễn phí, cũng như các chương trình video YouTube khi các bạn xem sẽ không còn hiện quảng cáo. Bởi vì chúng tôi xem báo chí và truyền thông không chỉ là sản phẩm, mà còn là hoạt động có ích cho cộng đồng. Đã có hàng chục triệu lượt người mỗi tháng không phải trả bất kỳ khoản phí nào để xem tin tức trên thoibao.de. Nhưng các bạn cũng đã biết, để có báo chí chất lượng thì chúng tôi phải đầu tư rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các bạn và những người ủng hộ. Hãy đăng ký kênh hội viên của thoibao.de khi các bạn bấm vào nút YouTube ở dưới đây. Rất cảm ơn các bạn, vì chỉ 4,99 euro mỗi tháng, các bạn sẽ là người ủng hộ truyền thông tự do, xem mọi bản tin video trên kênh YouTube của thoibao.de mà không hề bị gián đoạn vì các quảng cáo. Và điều đặc biệt, quan trọng là với sự hỗ trợ của các bạn thì thông tin sự thật sẽ được lan tỏa khắp nơi, đặc biệt là tại Việt Nam, đem đến một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương của chúng ta. Hãy ấn nút đăng ký hội viên các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.